Hi you. Hi, come back with you. Today I come back with you and buy you Apple Watch Series 3. Apple Watch is very good. Mỏi miệng quá. Nói tiếng Việt đi. Mình Thuấn đây. Mình đã trở lại với các bạn. Và cảm ơn bạn đã xem kênh của mình. Các bạn thấy thích mình, các bạn thấy like và bấm subscribe giúp mình ủng hộ mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ trở lại và mình giới thiệu với các bạn, hay nói là tập hợp cái Apple Watch Series 3. Thì Apple Watch nó làm cái đồng hồ nó đi trong cùng hệ sinh thái của Apple, của trái táo tuyết này nè. Thì nó gồm có iPhone, rồi có MacBook, rồi có đây là đồng hồ gọi là iWatch. Hồi xưa thì có thêm iWatch nữa. Thì iWatch thì chỉ để nghe nhạc về lướt web này. Thì bây giờ thì có thêm iPad, iPhone, MacBook và bây giờ thêm là iWatch. Thì trong cùng hệ sinh thái á, các bạn sử dụng chung của iPhone thì nó rất là sướng các bạn. Thì nếu mà các bạn đã sử dụng iPhone rồi á, thì các bạn sẽ thích lắm. Tại vì chung hệ sinh thái á, các bạn làm cái gì nó sẽ chung hơn. Như là mình có một cái tài khoản iCloud, mình đăng nhập vào tài khoản iCloud của mình thì nó sẽ chung hết. Mình chụp tấm hình từ cái iPhone của mình đi, thì nó sẽ truyền thẳng về cái iWatch này luôn. iWatch này và nó truyền thẳng qua MacBook và nó truyền thẳng về iPad luôn. Có nghĩa là khi mình chụp hình hay mình quay video thì tất cả những cái sản phẩm của mình hay là những cái thiết bị của mình sẽ có hết trong đó. Nó thay cái đó khi mình có một tài khoản iCloud mình đăng nhập vào thôi, thì tất cả những cái đó sẽ có hết. Cho nên khi mình sử dụng vào sản phẩm của iPhone đó, thì nó tiện lắm. Với lại cái về lâu về dài mình thấy cái iPhone đó, thì cái hệ điều hành nó sẽ cho mình cái thời gian sử dụng nó lâu hơn so với cái sản phẩm khác. Rồi cái nữa là mình sử dụng iPhone nó cái độ nhạy nó lướt nó sướng, chụp hình nó thật. Bây giờ mình không có nói nhiều nữa, mình sẽ tập hợp cái iWatch Series 3 này cho các bạn xem nhé. Đây là cái sản phẩm còn nguyên hộp, nguyên seal, nguyên đai nguyên kiện. Và mình ở nhà rồi bạn mình xách tay về. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho bạn xem coi nó có gì vậy nhé. Đây, lấy cho cắt. Chắc cắt sẽ khó quá vậy. Lấy dao gọc được. Sao nó không ngờ. Thế cái hộp nó cũng đẹp lắm bạn. Cái hộp nó nhìn rất là đẹp. Mình sẽ khui hộp ra cho các bạn xem. Apple Watch Series 3 mới tinh, tập thùng, tập hộp. Sẽ có những cái gì đây nhé. Đây, đây nó có cái đầu bút ra nè. Wow, nó có thiết kế sẵn cái đầu bút cho mình nè. Đây mình rút ra ha. Đây thấy chưa, thấy cái thiết kế cái hộp, cái chất lượng cái hộp nó là cái giấy, nhưng mà giấy mình cầm cảm giác nó sướng tay. Đây, designed by Apple in California, có nghĩa là đây là được thiết kế bởi Apple ở Cali của Mỹ mà. Đây rồi, đây là một cái sản phẩm, một cái đồng hồ đeo tay của hãng Apple và chung hãng với hãng iPhone. Và nó màu đen nam tính, mạnh mẽ dành cho nam mình. Đó, cho nam ha. Đây,
rất là đẹp luôn, quá tuyệt vời luôn các bạn. Đây, trong hộp nó sẽ có thêm cái gì đây? Đây là cái điện cái đồng hồ nha. Cái đồng hồ này mình sẽ kết nối với cái iPhone này. Sau mình sẽ kết nối với iPhone này mình sẽ giới thiệu cho bạn sau nhé. Sau mình coi bây giờ mình chỉ đập hộp iPhone và mình coi đã đập hộp iWatch và mình coi nó có gì trong đó thôi. Và có cái gì nữa nha? Không biết có gì đây. Có thêm một sợi dây để thay thế đây. Chắc là sợ mình hư dây à, dây này nó dài hơn, chắc là sợ mình không vừa, nếu cho thêm một cọng dây dài hơn nha bạn. Lỡ như mình mang không vừa, mình đeo không vừa thì mình sẽ thay dây này vào, hoặc là dây này hư thì mình sẽ thay dây này vào nhé. Đó, cho mình thêm cái gì nữa đây. Wow, à cọng dây sạc, cọng dây sạc cọng dây sạc, cái đầu sạc này thì nó cắm vô này, sạc không dây, đây là sạc không dây nha bạn. Về chắc là mình để lên gì nè, đó. Oh, nó hấp chưa luôn nè, hấp chưa luôn nè, đó nó hấp chưa luôn nè. Đây là sạc không dây ha, để lên sạc không dây vô, còn gì nữa không? Chỉ còn cầm cọng lên nè, còn cái gì nữa nha? Còn cầm cọng. Hôm nay mình đã đập cái hộp iWatch Series 3 cho các bạn thấy rồi. Rồi nó chỉ có cái iWatch, rồi nó có một cái cọng dây để mình chặt vào ngắn, mình sẽ thay dây này vào, và nó có một cái cọng cái dây sạc không dây đó, nó chỉ có như thế thôi. Rồi mình sẽ video sau mình sẽ hướng dẫn, mình giới thiệu cho các bạn cái cách sử dụng và cái cách để mình kết nối với iPhone nhé.